Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Chuyện Ma Vũ Mập. Mình là Như Như, mình và anh Vũ chuyên kể lại những câu chuyện của các bạn trong nước cũng như là ngoài nước đã gửi về cho kênh. Nếu như những bạn nào có những câu chuyện mà muốn kể cho những bạn khác cùng nghe thì có thể gửi về cái kênh Chuyện Ma Vũ Mập hoặc là cái gmail lamsonhoangvu@gmail.com. Còn những khán giả nào mà mình mới vào xem kênh thì mình có thể bật đăng ký và nhấn chuông để có thể theo dõi những tập mới nhất của kênh. Như Như cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đọc tên và tặng quà. Trong tập 60 vừa qua, cái comment mà nhanh nhất và sớm nhất thuộc về một khán giả có tên là Như. Xin chúc mừng bạn Như và cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ Như Như nha. Tìm được một người trùng tên của mình rồi đó cả nhà. Rồi cảm ơn bạn Như rất là nhiều nha. Và trong vòng 24 giờ á, cái comment mà được nhiều người yêu thích nhất là comment của một khán giả tên là Nguyễn Thị Hương Huệ. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hương Huệ. Và phần quà của bạn đó chính là một hũ khô gà, khô gà lá chanh rất là thơm ngon và hấp dẫn từ ăn vặt của mập. Mong bạn hãy để lại thông tin cũng như là số điện thoại liên lạc để Như sớm gửi quà và trao quà cho mình. Khi nhận được quà, bạn cũng nhớ bình luận ở tập mới nhất của Như để Như biết rằng mình đã nhận được quà hay chưa nha. Còn cả nhà mình, những khán giả nào mà mình chưa có cơ hội nhận quà, mong rằng cả nhà hãy tiếp tục bình luận ở tập mới nhất của Như Như để biết đâu sớm mình có thể trở thành cái khán giả may mắn nhất của Như Như thì sao. Cả nhà ha, mình phải vững niềm tin lên, chúc cả nhà thân yêu của mình luôn luôn may mắn nha. Và thêm một cái lời nhắc nho nhỏ thôi, là cái lịch phát sóng của Như là vẫn là những cái ngày lẻ nha cả nhà, vào những ngày lẻ 1, 3, 5, 7 trong tháng và vào lúc 19 giờ, tại vì cũng có một vài khán giả nhớ nhầm lịch nên là cứ hỏi Như là ủa hôm nay có tập chưa, hôm nay có tập mới chưa, thì Như cũng xin nhắc lại một lần nữa cho cả nhà mình nhớ nha. Rồi cảm ơn cả nhà thân yêu của mình rất là nhiều. Rồi bây giờ Như xin được đến với những câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một khán giả giấu tên đã gửi về fanpage Chuyện Ma Vũ Mập. Do là cái chị này chỉ giấu tên nên là Như xin phép được đặt tên cho chị là Vân để chúng ta dễ dàng hình dung cũng như là lắng nghe câu chuyện này hơn. Chị Vân thì có gửi về khoảng 3 câu chuyện, thì đây là câu chuyện đầu tiên của chị. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2015. Lúc đó thì chị Vân có làm ở một cái tiệm nail và spa ở trên cái đường Hưng Phú, quận 8, gần cầu Chánh Hưng. Như cũng không có nói cụ thể rõ chi tiết cái địa chỉ này luôn ha. Thì cái tiệm này á, ngang tầm 5m và dài thì tầm khoảng 16m, chia làm 3 khu vực. Đầu tiên bước vào á, thì tất nhiên bước vào nhà cái cửa, sau đó là đầu tiệm thì sẽ là cái khu làm nail và mi, nói mi uống mi đồ này nọ đó. Sau đó tiếp tục đi vào sâu bên trong nữa thì cách nhau một tấm cửa lùa, sẽ đến khu vực spa gội đầu, rồi massage rồi các thứ các kiểu đó. Sau đó tiếp tục dẫn vào trong thì ở trong phía trong này cũng cách nhau một tấm cửa lùa luôn. Và ở phía sau đó chính là bếp và toilet, có nghĩa là chia làm 3 phần như vậy. Tiệm này thì chỉ có một cái cửa chính duy nhất mà thôi, có nghĩa là không có cửa sau á, đi ra đi vào chỉ có một lối ra và vào duy nhất thôi. Khu đầu tiên thì có ánh sáng, tại vì gần mặt đường mà ánh nắng đổ dội vô thì có ánh sáng. Còn hai cái khu còn lại á, từ cái khu giữa là khu spa đến phía sau bếp và toilet, thì nếu mà không có bắt đèn á, tắt đèn hết thì nhìn nó rất là âm u. Thì chị làm ở đây cũng được một thời gian cũng bình thường, tiệm thì có lúc đông khách cũng có lúc vắng khách. Cho đến cái khoảng thời gian đó thì tiệm có tuyển thêm nhân viên và nhân viên á, thì cái chị này mới vào, chị tên là Dung. Cái chị Dung này khi mà vào thì cũng bình thường thôi, cũng làm như những cái người khác. Tiệm thì có giờ nghỉ trưa và trưa nếu mà vắng khách quá thì nhân viên được vào trong những cái khu như là cái giường của khu nói mi nè, khu spa nè, để nằm ngủ. Khi mà chị Dung vào đây thì cũng hòa nhập với mọi người bình thường thôi. Cho đến một hôm, hôm đó là chị Dung làm được vài tuần rồi, và hôm đó cũng là một bữa trưa vắng khách. Khi mà vắng khách như vậy thì mấy chị em lại tiếp tục chia giường, chia chỗ để nằm nghỉ trưa. Thì chị Vân nói là nhóm của chị cùng với những cái người nhân viên khác thì nằm ở ngoài khu vực nói mi. Còn duy nhất một mình chị Dung thì chị Dung chọn ở cái khu vực spa phía trong, chính là cái khu vực mà thiếu ánh sáng đó. Tại vì chị Dung thì lúc này cũng lớn tuổi ha, cũng 30 mấy, gần 40. Với lại là chị không có thích ồn ào ở ngoài thì nhân viên nè, nói chuyện ồn ào với nhau nè, rồi đường xá xe cộ chạy qua lại nữa, ồn ào lắm, chị không có thích.
hay là chị chọn một mình một động, hay chị vào bên trong cái khu vực spa đó thì chị nằm chị ngủ. Khi vào đây thì do là ngủ trưa mà, với lại là cũng không phải là không có đèn là tối lắm đâu, cũng thấy đường được, nên là chị nói thôi tắt đèn luôn đi cho con mắt mình nó dịu dễ ngủ. Rồi chị Dung chị cũng với tay chị tắt cái công tắc đèn, cũng leo lên giường nằm ngủ như bình thường. Thì hôm nay cũng là lần gọi là lần đầu tiên luôn á, từ khi vào làm thì chị được ngủ trưa tại cái khu vực này và cái giường này. Đang nằm tự nhiên sao có cái gì đó đè lên người chị Dung, chị giật mình chị mới mở mắt ra thì thấy trên người lúc này là nguyên một cái bóng đen thui luôn, không thấy được mặt mũi tay chân gì hết nha, chỉ thấy được nguyên cái bóng chụp lên trên người của mình nha. Và chỉ nghe được tiếng thở phì 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 rất là nhẹ luôn. Cùng lúc đó là cái cảm giác tê cứng hết cả người, toàn thân bất động, không có cử động được gì hết trơn á. Và thế là chị biết mình bị bóng đè rồi. Chị bắt đầu chị niệm Phật. Chị Dung thì cũng lớn rồi mà, cũng 40 tuổi rồi, nên là mấy cái việc này thì chị cũng có một chút xíu về kinh nghiệm. Thế là chị mới niệm Phật. Tầm khoảng 5 phút sau thì bắt đầu là hết. Tay chân lúc này là cũng cử động lại được. Mặc dù bị đè như vậy á, nhưng mà chị Dung chỉ nói chị không có sợ. Tại vì chị cũng có tuổi, mấy cái vấn đề này chị cũng đã từng gặp rồi. Có điều là chị cũng hơi bị mệt một chút thôi, bị bóng đè mà, nên là cũng mệt, cũng tháo mồ hôi hộp như vậy đó. Nên là chị cũng nói thôi, không nằm đây nữa, cũng không có kể cho ai nghe luôn. Mới đi sâu vào khu vực phía trong toilet á, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra phía trước ngồi. Đợi chút xíu nữa hết giờ nghỉ trưa cái khách vô mình làm cho khách. Thì cho đến vài ngày sau, lúc này là chị Dung chỉ nói là chị quên đi cái việc là bị bóng đè ma đè gì rồi, chị cũng không có quan tâm lắm. Thì hôm đó lại là một cái hôm vắng khách, thì tất nhiên mọi người vẫn chia giường ra để ngủ. Thì chị Dung chỉ vẫn tiếp tục vào cái khu vực giường spa để chị ngủ, và cũng như bình thường thôi, cũng tắt đèn rồi luôn. Cách mấy ngày rồi thì chị cũng không còn nhớ được cái sự việc trước đâu, chị cũng không có quan tâm đến cái việc bóng đè lần trước, vô ngủ là ngủ thôi. Thì chị nằm, đang nằm ngủ như vậy đó. Lần này là chị nghe cái tiếng kéo cửa, cái tiếng kéo cửa lụa kéo kẹt qua như vậy. Và như chị đoán là chắc là nhân viên đi vệ sinh. Tại đây là không phải một mình chị làm đâu, còn chị Vân, còn những cái người khác nữa mà. Thì cái khu vực muốn đi vệ sinh phải đi ngang qua cái khu vực spa chị đang nằm. Chắc là nhân viên đi vệ sinh à. Chứ đâu mà giờ này kéo tới kéo lui vậy. Nhưng mà nếu mà nhân viên đi vệ sinh thì kéo một lần hay là hai lần đi ra đi vô thôi. Đằng này là cứ kéo qua, kéo lại, kéo qua, kéo lại. Cạch hoài luôn. Hay là chị không có ngủ được. Chị mới mở mắt ra coi trời ơi ai mà đi vệ sinh hay là đau bụng hay gì mà đi tới lui hoài. Cứ kéo tới kéo lui, kéo tới kéo lui hoài vậy. Thì chị mới mở mắt ra. Ai dè. Khi mà chị Dung chỉ vừa mở mắt ra thôi là nguyên một cái bóng đen thui lại tiếp tục chụp vào người chị, và lần này chị lại bị đè. Lần này á hả, chị cảm nhận được á là cơ thể của họ nó lạnh ngắt luôn. Cái bóng đó là cơ thể lạnh ngắt và đè lên người chị. Cái bóng đó còn thì thầm vào cái lỗ tai chị nữa. Trả chỗ cho tao, trả chỗ cho tao. Lúc này là chị biết sợ rồi nha, cả người nổi hết da gà luôn. Tại chị nói là cái giọng này trầm trầm mà ghê dữ lắm. Hay là chị lại tiếp tục niệm Phật. Thì tầm khoảng 3 phút sau, cơ thể nhẹ dần. Lần này là chị không có ngồi im, chị cũng không phải là bình tĩnh như lúc đầu nữa ha. Chị hớt hải chạy ra ngoài kéo cái cửa. Kéo cái cửa thật nhanh chạy ra phía trước. Lần này là chị kể cho những cái nhân viên khác nghe, kể cả chị Vân nghe luôn rồi đó. Kể hết tất cả cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong thì cũng bán tính bán nghi. Tại vì ở đây làm đây cũng nhiều rồi, cũng lâu năm rồi. Chứ không phải là mới vô làm như chị Dung đâu. Mà hổm giờ ta ở đây ta không có bị. Có mình bà Dung này tự nhiên nay mới vô cái bị vậy. Thì người ta cũng không có tin. Thế là cũng gật ừ vậy hả chị, vậy thôi mốt chị đừng vô trong đó ngủ nữa. Thì giống như là tâm sự qua lại vậy thôi. Cho đến cái ngày hôm sau. Thì cái ngày hôm đó là chị Dung sáng ra là bà đã đem nè bánh trái nhang đèn này nọ, là những cái đồ cúng á, để đem vào cái chỗ đó cúng cái tiệm. Chị không phải là chủ, chị là nhân viên thôi, nhưng mà bị đè nhiều quá, bị hai lần rồi nên là sợ quá mới đem vô cúng. Thì cũng cúng kiến đốt nhang khấn vái đồ này nọ xong tiếp tục làm cho khách. Thì cho đến trưa thì chị lại vào cái chỗ đó chị ngủ. Mọi người mới nói ủa chị Dung, trời đất ơi, bộ chị không có sợ hả? Bị đè mấy ngày nay rồi không sợ hay sao bà gan dữ vậy? Thì cái chị Dung này chị mới nói là chị cúng rồi,
Mà thường thường chỉ cúng là được, là linh lắm. Thôi cúng độ chắc không sao đâu. Chứ nằm ngoài đây ồn quá, chị không có nghỉ ngơi, chị không có ngủ được. Thế là chị Dung lại tiếp tục đi vào trong cái khu vực giường spa này để chị ngủ. Ai dè, cái lần này còn ghê hơn lần trước nữa. Do lần này là có kinh nghiệm rồi, nên là chị Dung chỉ không có nằm cái giường lúc đầu nữa, mà chị đổi qua cái giường khác, ha, cách cái giường vậy đó. Thì chị đổi qua cái giường khác, và chị còn mở đèn luôn, không dám tắt đèn nữa, mở đèn luôn để ngủ. Thì chị vẫn nằm ngủ như bình thường thôi, nhưng mà lần này là chị nằm im, giả bộ ngủ thôi, chứ chưa có dám ngủ. Chị đợi khoảng một chút xíu, khoảng tầm 15-20 phút á, coi là có bị bóng đè, có bị đè nữa hay không, chứ cũng sợ rồi. Nhưng mà chị nằm khoảng chừng tới nửa tiếng luôn, thì lúc này là chị không thấy bất kỳ động tĩnh gì hết, cơ thể mình vẫn bình thường, mở mắt ra vẫn không thấy bóng đen bóng tối gì hết trơn á. Thì chị nói rồi, chị mừng thầm, chắc là mình cũng cúng cho người ta rồi, người ta chịu rồi đó ha, người ta không ghẹo nữa, chắc hẳn giờ mình vô làm mà mình không chịu cúng nè, mới bị vậy, nay cúng rồi chắc hết. Thì chị giống như là chị mừng thầm á, chị cởi bỏ được cái lớp phòng bị của mình rồi, hớn hở ha, rồi không sao, thở phào nhẹ nhõm luôn, mới lăn ra ngủ. Thì lần này là chịu ngủ thiệt rồi đó. Chị đang nằm ngủ ngon lành như vậy, đột nhiên có ai đó là nắm chân chị, cái bụp gì nè, nắm mà kéo một cái mà ta nói cái đầu của chị mà rớt ra khỏi cái gối luôn á. Cái lực kéo rất là mạnh. Thì đang ngủ vậy, người ta kéo chân mình, cái chị giật mình, chị nói cái gì vậy ta, cái gì vậy. Thì chị cứ nghĩ là chắc mấy bé nhân viên ha, làm chung như chị Vân rồi này nè, rồi thấy chị vô đây ngủ rồi chắc tính chọc ghẹo hay làm sao vậy đó, mới định chửi ha, chắc hù mấy đứa này tính hù hay gì nè, định quay ra chửi. Nhưng mà khi mà chị mở mắt ra là chị không có thấy những cái người nhân viên làm chung với mình, mà là trước mặt chị một đám người luôn, nam có, nữ có, trai gái đồ có đủ hết trơn, và trẹt chừng hăm mấy ba mấy cũng nhiều lắm, đủ lứa tuổi hết trơn luôn, đang đứng ngay chân giường của chị. Lúc đó thì chị cũng chưa có nghĩ là ma đâu, chị nói trời ơi, ra giờ nghỉ trưa mà đâu khách khứa mà kéo tới đông dữ người ta, chắc vô tính gội đầu làm spa massage rồi này nọ hay gì nè, thôi ngồi dậy lẹ lẹ đi trả chỗ cho khách, chứ đông dữ vậy giường đâu có đủ đâu. Thì chị Dung chỉ mới định ngồi bật người dậy đó, chị chạy ra khỏi cái giường đó, chị trả giường cho khách đó. Thì lúc này là chị không có ngồi gì được, chưa kịp ngồi vậy luôn là đã bị nguyên một đám người đó xông tới ha, nắm chặt hai tay hai chân chị đè xuống giường, như là chụp tới mà đánh hội đồng vậy đó. Rồi chị ngơ ngác nè, tiếng ơi gì vậy vậy, chụp một cái là tay chân độ cứng ngắc luôn ha, đè xuống cái giường như vậy nè. Và trong số đó thì có một người đàn bà, cái người đàn bà này nhìn mặt cũng rất là hung tợn hung dữ nha, mặt mày xám xịt à, nhìn ghê lắm. Mới lấy cái tay đập vô mặt của chị Dung, đập thẳng vô mặt, đánh vô mặt bụp 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 bụp, đánh quá chừng đánh luôn, vừa đánh mà vừa la, cho mày bỏ tật hả con, mày dám chiếm chỗ của tao, mày bỏ tật nghe chưa mày, mà đánh bụp 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 vô mặt như vậy. Rồi thì chị cũng ngơ ngác, đau quá đau, chị cũng la, chị cũng quằn quại đầu, chị cũng nghiêng tới nghiêng lui, nhưng mà nhiều người bu quá mà đâu có thể nào mà ngồi dậy mà chạy được đâu, cũng không có làm gì, không có tự vệ được gì hết trơn á. Thế là chị cũng nằm im chịu trận cho người ta đánh thôi. Đánh được một hồi, những cái người này bắt đầu nhấc chị Dung lên ha, nhấc cao lên vậy nè, sờ quăng chị Dung mấy chỗ, mấy cái thùng kem, thùng xà bông gội đầu rồi đó, quăng một cái đùng luôn, rớt xuống ngay chân giường. Hay nói là chị điếng người, trời ơi cơ thể nó đau mà quăng xuống mà bị đánh mà còn bị đạp văng xuống nữa, thì nó đau dữ dằn luôn. Mà cái tiếng động một cái rầm như vậy mà không hiểu làm sao, chị nằm ở trong đây cách con cái cửa kéo cửa lùa vậy à, mà những cái người nhân viên ở ngoài làm sao mà không nghe chị kêu hay sao á, chị la chị ú ớ chị làm cái rầm vậy mà không có ai vô hết trơn, như là bịt tai che mắt đâu hết trơn rồi. Hay là chị đau điếng nhưng mà chị vẫn cố gắng ha, cố gắng hết sức ráng bò dậy rồi hết sức lực của mình á, để chị chạy thật nhanh ra ngoài. Ta nói là chị gồng lên, chị tung cửa, chị chạy một cái rầm, chị la lên, cứu chị với mấy đứa ơi, cứu chị với, người ta đánh chị, người ta đánh chị. Thì những người nhân viên ở ngoài ta đang nằm ngủ trưa mà ta cũng giật mình vậy, hỏi gì Dung gì vậy, ai đánh chị, làm sao. Thì tại vì đang ngồi ở trong đây trong tiệm mà nãy giờ có thấy gì đâu, tự nhiên nói người đánh là đánh làm sao. Thì chị Dung chỉ mới kể lại là cho mọi người nghe là đang nằm ngủ,
có đám người khách khứa hàng sao chị cũng không biết nữa, xong vô đập vô mặt chị, quýnh chị quá trời quá đất luôn. Thì mọi người mới giật mình, ủa gì kỳ vậy, lật đật kéo cửa chạy vô. Thì khi chạy vô cái khu vực giường spa này đó là không có thấy cái người nào hết trơn á. Nói ủa, hồi nãy chị nói đánh chị là ai, ai đâu, sao không có thấy gì hết trơn vậy? Thì chị Du mới nói rõ ràng đây nè, một đám người lẫn trai có gái có nhiều lắm. Mọi người lúc này cũng không biết làm sao, không biết là tin hay không tin, nhưng mà thấy chị mình bị đánh như vậy, la như vậy đó, thì cũng thôi đi vòng vòng kiếm thử xung quanh cái tiệm này coi có ai không. Khi mà mọi người đi tìm như vậy nè, thì cũng kiểm tra khu vực sau bếp, khu vực toilet rồi này nọ đó ở phía sau, thì không có ai hết. Tại vì mọi người cũng thấy lạ luôn rồi đó, tiệm thì chỉ có một cái cửa thôi, ai muốn ra muốn vô vậy phải đi ngang qua chỗ nhân viên, chỗ của chị Vân đó, ở phía ngoài, khu vực ngoài á, thì mới vô trong đây được. Còn đằng này nãy giờ nằm đây mà có thấy ai đâu ta, một người còn không thấy. Đằng này chị Dung chỉ nói là một nhóm người đông lắm luôn á, kéo đông như vậy thì làm sao mà mình không có thấy được. Khi đó mọi người tức mình quá, trời ơi sao vậy ta, ai vậy ta, tức vậy đó, cứ đứng trầm ngâm hoài nè. Thì nó thôi quên nữa, tiệm mình có camera mà, không lẽ lúc nãy mình ngủ quên có người lén vô mình không biết, bây giờ mình ra mình trích xuất camera thử coi, mình coi cái camera là biết có người vô hay không liền à. Thế là mọi người mới kéo ra kiểm tra cái camera, thì coi camera rõ ràng là chị Dung chỉ đang nằm và xung quanh là không có ai hết nha, không có bất kỳ cái người nào luôn. Nhưng mà tay chân của chị đang nằm thẳng băng thẳng đơ vậy á, duy nhất chỉ có cái đầu, cái đầu cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại như vậy nè, lắc rất là mạnh luôn, giống như là ai đập qua đập lại, đập qua đập lại như vậy đó. Rồi đột nhiên ha, chị lăn một cái đùng xuống mấy cái thùng kem một cái rầm luôn, là thấy toàn bộ quá trình là một mình chị Dung mình chị làm những cái hành động như vậy, chị lăn xuống đất như vậy. Thì lúc này mọi người nói rồi không lẽ thiệt ta, thấy đầu cổ bả đồ hả chôm bơm hết trơn, rồi nhìn kỹ lại thì mặt mày ta nói còn đỏ luôn, còn in hằn những cái đốm đốm bầm hết trơn, giống như là ai đục vô mặt vậy đó, in lại mấy cái dấu ngón tay rồi bầm mặt bầm mày hết trơn. Sau ba lần thì chị Dung lúc nãy nói rồi không được rồi, có cúng cũng không được đâu, ở đây là vong vía đồ nặng quá, ghê quá, thôi không làm nữa, không dám làm đây nữa. Thế là chị ôm nguyên cái mặt sưng vậy nè, chị chạy về nhà luôn. Từ hôm đó là chị Dung chị nghỉ làm, và mọi người biết được cái chuyện này á, tất cả những nhân viên không ai dám đi vào trong cái giường đó ngủ nữa. Hồi lúc trước cũng có vô đó, nhưng mà không biết sao hên sao đó không bị, cái giờ chị Dung vô chị Dung bị, thì giờ đâu ai dám vô đâu, nghỉ luôn. Có ngủ thì ngủ ở ngoài cái khu vực phía trước, khu vực nói mi uống mi rồi đó, không dám ở cái khu vực phía sau. Cho đến một hôm thì chị Dung chị nghỉ việc rồi thì cũng tuyển một vài người khác, thì cũng làm bình thường thôi, tiệm vẫn hoạt động bình thường. Cho đến hôm đó thì có khách vô người ta làm nail, sơn móng tay móng chân đồ này nọ đó. Nhưng mà trước khi mà vô ngồi làm nail á, thì cái chị này chị mới xin thôi, ở tiệm mình có toilet có nhà vệ sinh gì không, chị xuống chị đi vệ sinh chút, sợ một lát mà làm móng xong xuôi hết rồi mà tự nhiên mắc vệ sinh á, thì đi xuống dưới rồi chày chụa móng tay móng mới làm mà phải kỹ một chút, chày chụa đồ nó đợi thì đợi lâu lắm không có được. Thôi mấy đứa ngồi đợi chị chút đi, chị xuống chị đi vệ sinh cái chị lên liền. Thì chị khách chị nói vậy thì chị Vân chị cũng chỉ ở nhà vệ sinh đó đó chị, chị xuống dưới đi vệ sinh đi rồi lên đây em làm móng cho. Chị khách vừa mới đi thôi ha, khoảng giống như là chừng một phút thôi là thấy chị đi ra tới, mới đi vô cái thấy vòng ra luôn. Thì chị mới nói thôi bữa khác rồi chị làm nha mấy đứa, giờ chị có việc chị đi rồi. Ủa gì kỳ vậy, mới vô nói chưa làm móng tay móng chân nghỉ vô đi vệ sinh cái tự nhiên đi ra cái nó không làm đi về là sao. Thì chị này cũng là vợ là khách quen đó ha, cũng tới làm thường xuyên nên là mọi người cũng không có gọi là giận hờn hay là trách móc gì hết trơn đó. Ừ thôi vậy thôi, bữa nào chị ghé làm cũng được. Thì khi đó cái chị này trước khi chị về chị mới nói là mà tụi em chị hỏi này nè, hổm giờ mấy đứa ở đây mà mấy đứa có thấy cái gì không, mọi người đang làm móng tay lên gội đầu rồi nọ giật mình hết trơn, nhân viên đây tao giật mình tao quay lại ủa thấy là thấy cái gì. Thì chị Vân chị mới suy nghĩ ủa không lẽ cái chị khách này bà thấy mấy cái đám người mà giống như chị Dung ta, không lẽ anh ai ghê vậy tới bà thấy nữa. Mà bây giờ khách đông quá, sợ bây giờ đứng kể ở đây đứng nói ra ở đây
thì khách người ta nghe được người ta sợ, rồi ai mà dám vô tiệm lè làm nữa. Thế là chị Vân chỉ mới kéo kéo cái người khách này nè đi ra ngoài cửa mới hỏi: ủa chị nói vậy là sao chị? Thì cái chị khách nó mới nói là: ồ hồi nãy á, chị đi vào chị đi toilet, thì khi mà chị vào toilet á thì cái toilet nhà này thì có một cái bồn cầu thôi à, có một cái bồn vệ sinh à, thì chị thấy có một cái người phụ nữ mặc cái đầm màu trắng đang ngồi trên nắp bồn cầu. Chị cứ tưởng là chắc là khách ở tiệm người ta đi vệ sinh gấp quá nên là người ta không có kịp đóng cửa hàng sao đó, hay là cái cửa hư gì đó chị cũng không có biết. Thì chị thấy đang ngồi vậy chị cũng không dám dòm, chị sợ mình mất lịch sự đồ, người ta đứng đó người ta đi vệ sinh mà mình dòm thì cũng kỳ quá. Chị mới đi né mé ra ngoài á, chị đứng ngay chỗ cái cửa vậy nè để chị đợi ha, chị đợi nào khách người ta đi xong mới tới chị đi. Thì khi mà chị đứng như vậy thì chị nghe tiếng xả nước, thì chị mới nghĩ là chắc là người ta đi xong rồi nên là người ta mới xả nước người ta đi ra đó. Thì chị ở đây chị mới đi vô, vừa bước vô trong á thì nó nói là không thấy ai luôn ha, ai dè bước vô đáng ra là phải có người đi ra đó, đằng này là không có thấy ai hết trơn á, không có thấy người nào đi ra hết trơn á. Ủa mà kỳ vậy, không lẽ mà khách người ta đi đường nào, cái đường thì cũng có một cửa thôi ha, đâu có cửa sau đâu mà đi đường nào mà tự nhiên dội nước rồi biến mất tiêu. Chị sợ quá chị ra đây luôn. Thì khi mà chị Vân nghe như vậy nha, chị Vân xanh mặt luôn, mới năn nỉ chị khách: thôi chị đừng kể ai hết nha, chị đừng kể cho ai nghe hết á, rồi thôi chị về đi, rồi bữa nào mà chị sớm chị qua đây em làm giùm chị cho ha, tặng thêm sơn gel, tặng thêm sơn móng, sơn bóng đồ này nọ đó. Thì cái chị này chị cũng đồng ý. Sau đó thì đến chiều luôn, chiều thì chị Vân á, chị mới đợi khách mà khi nào mà ra về hết rồi đó thì chị mới dám kể ha, dám kể cho những cái người nhân viên ở đây nghe. Khi nghe xong mà ta nói là không ngờ cái tiệm gì đâu mà ghê vậy, không lẽ mà tới nhiều ma nhiều quỷ như vậy luôn á, ghê quá. Mọi người lúc nào đi vệ sinh là cũng đi theo cặp luôn, không có dám đi một mình nữa. Cho đến qua ngày hôm sau, thì cái hôm đó chị Vân nói là chị Vân đi làm sớm, lúc cái tiệm này chưa mở cửa luôn. Thì khi mà chưa mở cửa là chị Vân có ngồi ở phía ngoài để chị ngồi chị tám chuyện đó ha, chị nói chuyện với cái người bán hàng ở phía trước tiệm, cũng giả bộ hỏi thăm xem cái tiệm này trước là của ai, rồi có bị gì không, tại mình làm đây mình cũng phải hỏi thăm chứ, để biết có gì còn đề phòng, còn trốn, còn lẹ đồ này nọ cái thứ, chứ ở đây hoài ở gặp ma với bà Dung thì sao. Thế là cái cô bán hàng này nè, cái cô bán hàng trước cái tiệm mới nói là cô cũng không biết có chuyện gì không, nhưng mà kệ gì cô cũng bán cách đây được có vài năm thôi à. Cô chỉ biết là lúc trước á, trước khi cái tiệm này của con mở cửa á, thì ở đây là cái mặt bằng này là có một cái cô bán cháo dinh dưỡng. Cái cô này cổ thuê, thì cái cô bán cháo dinh dưỡng này á, có một đứa con nhỏ nữa ẵm theo đứa con, rồi hai mẹ con lên thành phố lập nghiệp hay sao đó. Không hiểu sao từ cái đêm đầu tiên thôi, khi mà dọn vô cái tiệm này, vô cái nhà này á, là con của cái cô bán cháo này nè khóc dữ lắm luôn. Nó khóc la quá trời luôn. Thì cái cô bán cháo cũng cứ nghĩ là chắc lạ chỗ ha, lạ chỗ nên là con bé nó không có ngủ được, nó mới khóc như vậy thôi. Nhưng mà lạ là đêm nào nó cũng khóc như vậy á, dỗ đã đời luôn nó mới chịu nín. Giống như là nó khóc nó mệt quá nó mới chịu ngủ thôi, chứ không phải là nó ngủ như bình thường. Thì từ từ cô mới để ý, cứ mỗi lần mà con bé nó khóc lên là cứ nhìn chăm chăm ở phía nhà, đặc biệt là cái hướng nhà vệ sinh á, cái toilet ở phía sau á, thì cứ lần nào cũng vậy á. Thì cô bán cháo dinh dưỡng này cô cũng thấy kỳ kỳ rồi, cô mới đem treo tỏi, treo lá dâu rồi nọ xung quanh nhà, rồi cô cũng cúng nữa ha, tháng nào mùng 2, 16 cũng cúng hết trơn á. Nhưng mà không có hết, cúng thì cúng vậy thôi, nhưng mà đêm nào con bé đó nó cũng khóc hết trơn á. Cho đến cái đêm hôm đó, thì cái cô bán cháo này á, cô cũng nằm ru con ngủ như bình thường, sáng bán cháo mà tối đóng cửa là hai mẹ con nằm ngủ. Đang nằm ngủ, thấy ở ngay cái chân giường á, có một phụ nữ đang đứng ngay cái giường sát rạc nhau luôn vậy nè. Cái người này mặc bộ đồ màu trắng và tóc xõa dài ha, không thấy được mặt mũi gì hết trơn á, chỉ nói là hai mẹ con tụi bay đi ở đây ha, là tao đánh chết, như là đuổi đi như vậy đó. Thì khi mà bị đuổi đi như vậy mà thấy ma thấy vong hồn rồi thì hai mẹ con này sợ quá, cái cô bán cháo này cô không có ở nữa. Rồi cô mới dọn đi luôn và dọn vào một cái căn tiệm khác cách đây cũng vài căn nhà thôi, gần gần xéo xéo của cái tiệm này đó. Khi mà nghe cái cô bán hàng ở trước tiệm nói như vậy thì chị Vân chị cũng run,
luôn, thật sự luôn. Tại vì chị nói ủa gì ghê vậy, không ngờ là hổm giờ mình làm ở cái tiệm này mà cái tiệm này nhiều, gọi là nhiều vong vía đến như vậy luôn đó. Thế là chị mới lấy điện thoại ra thì chị gọi, chị báo cho bà chủ tiệm biết. Tại dù sao thì chị Vân cũng là nhân viên kiểu như là quản lý đồ này nọ đây thôi, chứ không phải là chủ tiệm. Rồi sau khi báo cho chủ tiệm á, chị Vân nói là chị nghỉ luôn. Hay chị nghỉ việc đó luôn, chuyển qua một chỗ khác làm. Tại vì thật sự là mặc dù chị không có thấy, nhưng mà qua những cái biểu hiện, qua những cái câu chuyện mà chị được mọi người kể lại á, thì nó quá ghê rợn đi. Với lại là làm mà cứ trong cái tâm thế là hồi hộp, không biết khi nào đến lượt mình nhìn thấy đồ này nọ đó, thì sợ quá làm sao mà dám làm đây được nữa. Tiến độ công việc cũng không có tốt. Thế là chị xin qua một cái tiệm spa khác để chị làm. Cho đến hiện tại bây giờ thì chị Vân nói là chị không có biết là cái tiệm đó là bà chủ có cúng kiến hay không. Nhưng mà cho đến bây giờ là chị thấy là cái tiệm vẫn còn bán, vẫn còn gọi là làm ăn được á. Nhưng mà không biết là còn vong vía này nọ hay không thì chị không biết. Rồi đó là câu chuyện của chị Vân ha, một câu chuyện rất là hay và rất là rùng rợn luôn. Cảm ơn chị Vân về câu chuyện của chị rất là nhiều. Bây giờ Như xin được qua đến câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Câu chuyện tiếp theo cũng là câu chuyện của chị Vân luôn. Và chị gặp lần này là ở Đà Lạt. Lần đó là chị đã lấy chồng rồi ha, và chị có đi chơi Đà Lạt với gia đình bên nhà chồng của chị. Lúc đó thì nguyên đoàn xe gồm 16 chỗ ngồi luôn đó, nghe đi rất là đông, đi đông vui dữ lắm. Thì sau khi đến nơi á, xe mới chở mọi người đến một cái khách sạn để nghỉ ngơi. Cái khách sạn này thì Như cũng xin được giấu tên luôn. Khi mà đến khách sạn thì người ta cũng chia phòng, thì mọi người hầu hết là ở những cái phòng ở phía bên dưới á. Chỉ có vợ chồng chị cùng với hai mẹ con của một cái người chị chồng á mới ở trên cái tầng trên cùng, hay là nghĩa là cái tầng trên cao nhất luôn đó. Thì phòng này thì chỉ có hai giường thôi, và nhìn sơ sơ á thì chị Vân chị cũng đoán được là hình như cái phòng này là ít ai mà ở đây lắm. Nhìn là không phải là nó dơ, không phải là nó bụi, mà là mình nhìn cái cách mà người ta trang trí trình bày đồ này nọ, với lại cái cách mà bàn ghế sắp xếp đồ này nọ đó, thì mình cũng biết được là chắc không có ai động tới đây, để đâu là nguyên vị trí đó, ít ai mà lên tới đây ở lắm. Thì thôi mà chị cũng nhìn chứ nó cái phòng miễn sao sạch sẽ được rồi, chứ đâu có cần đâu mà phải ở phòng mà từng người ở rồi đồ này nọ đâu, không có quan tâm lắm. Thì hôm đó thì chị cũng được sắp xếp phòng như vậy, ở chung bình thường thôi. Đến tối thì vợ chồng chị cũng đi chợ Đà Lạt chơi ha, cũng tắm rửa sạch sẽ, lên đồ rồi này nọ để ra chợ Đà Lạt chơi. Đây là cái lần thứ 3 mà chị Vân đi ra Đà Lạt rồi, nên là chị không có gì gọi là bỡ ngỡ hết trơn á. Cũng đi tới đồ chỗ này chỗ kia, Hồ Xuân Hương đồ này nọ chơi, ra quảng trường rồi đó. Thì cho đến khoảng tầm 11 giờ thì hai vợ chồng chị mới đi về phòng. Lúc này khi chị Vân về phòng á, là hai mẹ con của cái người chị chồng á đó đã ngủ rồi, và tắt đèn, giống như chưa tắt đèn mà gọi là tắt cái đèn ở ngoài á, chỉ mở cái đèn trong phòng để ngủ vậy thôi. Thì chị Vân chỉ mới vào phòng, vào toilet rồi chị thay quần áo, sau đó là chị tới tắt đèn, bật cái đèn ngủ lên thôi, rồi chị nằm xuống giường chị ngủ. Chị Vân thì nằm ở trong cái vách kế cái toilet, còn chồng của chị á thì nằm ở phía ngoài kế cái tủ đầu giường, kế bên nữa là cái giường của bà chị chồng cùng với đứa con của chị. Nói là ngủ như vậy đó, chứ thực chất là cũng bấm điện thoại à, cũng ngồi mở điện thoại ra bấm, coi là mấy cái tấm ảnh lúc nãy á, mình chụp ở chợ đêm rồi cái cảnh gì có đẹp hay không, được hay không, rồi này nọ đăng Facebook rồi đó. Lâu lâu được đi Đà Lạt chơi mà. Cho đến khi mà điện thoại gần hết pin rồi đó, thì lúc này chị mới để qua cái bàn kế bên chồng chị ngay chỗ cái tủ đồ nằm á, để sạc pin cái điện thoại. Sau đó chị mới lăn ra chị ngủ. Lúc này chị chỉ nằm chị ngủ thì mới thiêu thiêu thôi. Tự nhiên chị nghe tiếng nước chảy tách 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 ở trong cái toilet á. Tại vì nằm kế cái toilet mà, thì chị nghe tiếng nước chảy, và sau đó thì còn nghe tiếng xả nước bồn cầu nữa. Thì chị mới nghĩ là chắc là hai mẹ con cái người chị chồng đi vệ sinh, người ta xả nước là bình thường thôi, chứ chồng chị thì cũng nằm kế bên mà, thì chị cũng không có quan tâm lắm đâu. Sau đó thì chị bắt đầu chị quay qua, chị trở mình, chị nằm, chị ngủ tiếp. Thì vừa mới trở mình lăn qua thôi, lúc này á là chị nói là do sáng giờ đi xe mệt quá nên là cứ nằm đâu là muốn lún luôn, không muốn ngủ luôn à. Nhưng mà mới trở mình vô giấc ngủ á thì đột nhiên chị thấy rõ ràng luôn nha. Mặc dù chị nhắm mắt nhưng mà cái cảm giác có người gì đó ập vô mặt mình là thấy rất là rõ luôn. Có một cái bóng đen đen thui từ đầu tới chân ấy, ập một cái ập lên người chị. Chị chưa có kịp mở mắt, chị chưa có kịp làm gì luôn. Và chị nghe có một cái tiếng gió, cái tiếng người đó nói như giọng gió gì đó.
và thì thầm vào cái lỗ tai của chị. Đừng có nằm ở đây, đừng có nằm ở đây. Mà cái giọng nó nghe vút cao mà giống như là gió thổi qua lỗ tai vậy. Nó nói là trời ơi, nó kinh dị lắm luôn. Mà chị Vân nói là da gà, da vịt nổi lên hết trơn. Đang nằm ngủ mà lông dựng như vậy rất là sợ luôn. Thì chị Vân á, chị là người đạo Phật, gọi là đạo sâu luôn á, là có nghĩa là vô đạo từ nhỏ xíu luôn. Nên là khi mà gặp cái hiện tượng như vậy là chị nghĩ ngay đến cái việc niệm Phật. Thế là chị mới niệm Phật, chị niệm đến cái câu thứ ba, thì bắt đầu là người nhẹ nhẹ dần. Lúc đó là chị mới bật người mở mắt ra được. Khi đó là chị thấy chồng chị là cũng còn ngủ, tại tắt đèn, mở đèn ngủ thôi à. Nên là chị thấy chồng mình vẫn đang nằm quay lưng như vậy đó. Thì chị mới hỏi là anh ơi anh ngủ chưa vậy? Thì chồng chị mới nói là chuẩn bị ngủ nè. Mà cái giọng giống như là thiêu thiêu rồi, đang nằm giống như sắp vô giấc rồi mà bị bà Vân bà đánh thức vậy đó. Sắp ngủ rồi nè. Thì chị Vân lúc đầu với nó là thôi, ổng ngủ rồi, định nói ổng chi nữa, thôi chắc không nói với ổng đâu. Mới nói là anh ơi, anh lấy giùm em cái điện thoại đi. Thì chồng chị mới với tay để cái tủ sạc điện thoại là kế bên cái đầu nằm của ổng mà. Mới với tay nè, cầm cái điện thoại đưa chị. Chị Vân mở điện thoại lên. Lúc này là đúng 12:01. Có nghĩa là lúc mà hồi nãy chị bị đè đó là đúng 12 giờ. Trong vòng 1 phút đó thôi, 1 phút mà cái giọng nói vang the thé bên tai chị như vậy thôi. Chị sợ. Chị sợ quá, chị nói trời ơi chết mộ rồi, đúng nửa đêm luôn, giờ linh luôn. Thì bây giờ sao rồi? Thế là chị mới kể cho chồng của mình nghe, chồng của chị Vân nghe. Chồng chị thấy chị sợ quá, mới đổi chỗ cho chị luôn, là có nghĩa là bây giờ chị thì qua chỗ ổng nằm, nằm ở mé ngoài, còn ổng thì vô trong cái vách tường nằm. Mặc dù đổi chỗ rồi nhưng mà chị Vân chỉ nói sợ lắm. Thí dụ như hồi nãy không bị gì hết thôi, chứ giờ tự nhiên có người ập vô mình dậy rồi nói vậy sợ quá. Đâu có dám ngủ liền được đâu, nằm còn rung bừng bật mà, không có ngủ được. Mà cũng không có dám mở đèn nữa, tại vì mở đèn lên bây giờ sợ ảnh hưởng tới chị chồng với đứa cháu đó. Đang nằm ngủ, người ta nằm ngủ mình bật đèn lên thì cũng gọi là mất lịch sự. Thế là chị nằm chị chịu trận luôn. Cho đến khoảng 2 giờ đêm thì lúc này chị mới ngủ lại được. Khi mà chị nói là chắc lúc đó mệt quá hay sao đó, chứ không phải là ngủ đâu mà gọi là mệt quá là nằm mê luôn. Cho đến khoảng tầm 3 giờ mấy, gần 4 giờ thì lần này chị lại bị giật mình. Lần này chị có cảm giác như ai đó đang vuốt tóc của mình cái gì nè, vuốt nhẹ một cái. Thì chị có nghĩ ôi chắc sáng rồi hay sao nè, chồng chị vuốt tóc kêu chị dậy. Tại vì thường thường chồng cũng hay giỡn vuốt tóc vậy đó, chắc kêu dậy về săn đi săn mây. Tại hồi tối lúc trước mà khi mà chị ngủ á, chị nói là anh ơi, ở đây có săn mây đồ này nọ đó nha, sáng nay anh nhớ kêu em dậy sớm sớm để mình đi săn mây chụp hình đồ này nọ với người ta. Thì cứ nghĩ như vậy, nên là bây giờ là có người vuốt tóc mình thì mình cứ nghĩ là chồng mình thôi. Nhưng mà khi mà chị Vân chỉ dụi dụi mắt, chị mở mắt ra thì không phải là chồng chị, mà là một cái bóng đen thui luôn, không thấy rõ được mặt mũi gì hết trơn á. Chỉ có hai cái con mắt là sáng rực lên. Hay nói là chị run. Và cái người này đang đứng là ngay sát cái đầu nằm của chị Vân luôn, gọi là sát rạc như vậy nè. Thì cơ thể chị đó nó run bần bật lên luôn á. Chị muốn quay qua chị kêu chồng chị nhưng mà không có kêu được. Kiểu như là cái miệng của mình bị ú ớ hay sao, không có gọi là mấp máy luôn, không có mở được cái miệng ra luôn. Thì làm sao mà kêu. Thì chị lại tiếp tục niệm Phật. Hai chị nhớ là hồi tối mình niệm Phật là được đó, bây giờ mình niệm Phật tiếp. Nhưng mà chị niệm Phật đến câu thứ 10 luôn rồi, hồi nãy câu thứ 3 là hết đúng không? Thì bây giờ đến câu thứ 10 luôn rồi. Mà chị mở mắt ra, chị giả bộ chị hé hé mắt ra thì cái người đó vẫn đứng ở đó, không có thấy biến mất luôn, giống như là đứng dòm chị nè. Thấy hai con mắt thôi, không thấy được cái biểu cảm của gương mặt, nhưng mà chị cảm giác được là đứng dòm chị chân chân vậy đó. Thế là chị không niệm Phật nữa nha. Chị chuyển sang chị khấn, chị xin. Chị mới khấn là trời ơi, con ở đây có hai đêm thôi, làm ơn làm phước cho con xin ngủ lại đây đi, đừng có chọc ghẹo con nữa chứ con chịu không có nổi đâu, con bị đau tim á. Chị cũng xin, chị nói này nọ, chị xin người ta cho chị ngủ lại đây. Thì chị cũng bắt đầu chị xin xong rồi chị niệm Phật tiếp. Thì chị niệm được khoảng tới câu thứ 8, thứ 9 thì lần này chị mở mắt ra thì cái người đó biến mất tiêu. Chị giật mình, chị ngồi dậy.
hay nói là mồ hôi tuôn lã chả luôn. Không có tưởng tượng được là trong một cái đêm cách mấy tiếng đồng hồ là mình bị ma nhét hai lần như vậy. Cứ đứng nhìn mình rồi đè rồi kêu đừng có nằm ở chỗ này đồ này nọ. Sợ quá. Và chị nói là chị run mà chị không dám nói cho ai nghe luôn á. Thế là chị nằm chị dòm. Và cuối cùng là chị nói là thôi bây giờ nằm xuống đi. Đợi ráng xíu nữa. 4 giờ rồi, gần 4 giờ rồi. Đợi thêm tiếng đồng hồ nữa là dậy rồi đó. Thì chị mới mở điện thoại, mở chú đại bi lên chị nghe. Khi mà mở chú đại bi lên thì cũng nghe nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là dám mở lớn. Tại vì chị sợ ảnh hưởng đến cái người chị chồng. Chị chồng của chị là theo đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo đó. Nên là sợ nói ra mở kinh đồ lên người ta không thích. Nên chị mở nhỏ nhỏ văng vẳng bên tai để nghe thôi. Sau đó thì chị cũng ngủ được lên tới sáng. Sáng ra thì chỉ dám kể cho chồng nghe thôi, chứ không dám kể cho cái bà chị chồng nghe. Tại vì dù sao cũng có đứa cháu nhỏ mà, kể ra ở chung phòng vậy ta sợ. Còn chồng của chị thì người thân, bạn thợ gọi là bạn thân chung giường ha. Nên là kể được, với lại chồng chị không có theo đạo gì hết trơn á. Có mình chị theo đạo Phật, còn bà chị chồng theo đạo Thiên Chúa mà thôi. Sau khi mà trải qua cái một đêm như vậy đó, thì sáng cũng dán tập trung tinh thần lại, đi chơi rồi này nọ, thì từ từ cũng bớt sợ hơn. Sau đó đến tối, thì tối hôm đó là ngủ lại cái căn phòng đó một đêm nữa. Do là còn sợ nên là chị Vân nói là chị nằm ở bên ngoài luôn, chứ chị không có dám nằm ở cái trong góc đó nữa. Tại vì dù sao cái cảm giác mà cái người đứng ở ngoài giờ mình nó còn đỡ hơn là người ta đè. Hay người ta đè mình mệt mà còn nói văng vẳng bên tai là đừng có nằm ở chỗ này nữa, thì nó ghê hơn. Thế là chị mới nói thôi, nằm ở ngoài cho chắc. Và khi mà chị nằm ở ngoài như vậy á, thì chị không có bị gì hết. Thì có thể là do là đêm qua sinh rồi đó, nên là đêm nay người ta không có làm, người ta để cho mình ngủ một đêm nữa. Cho đến sáng hôm sau thì cái hôm này là mọi người bắt đầu di chuyển về nhà. Lên xe về rồi á, thì bà chị chồng bà mới ngoắc chị Vân, bà mới hỏi là Vân Vân, em ở đây 2 đêm á, ở cái khách sạn đó 2 đêm em có thấy cái gì không? Chị Vân chị mới giật mình. Ủa chị nhớ, ủa mình đâu có kể gì cho bà nghe đâu ta, mình không có dám kể. Mà sao cái bà chị chồng mình bà biết? Không lẽ có việc nào, có chuyện gì nữa hả ta? Thì thế là chị mới hỏi lại, thì bà chị chồng mà mới kể là cái đêm đầu tiên mà vô ở khách sạn này nè, là cũng là cái đêm mà chị Vân chỉ thấy ma đó. Thì con bé cháu chồng của chị cũng gặp luôn. Đêm hôm đó thì hai vợ chồng chị Vân đã đi ra chợ đêm Đà Lạt chơi rồi. Thì con bé cháu chồng nó ở nhà, con nít mà mới 7-8 tuổi thôi, thì đi đường xa nó mệt quá. Cái bà chị chồng nó cũng định rủ là ừ hai mẹ con mình ra chợ đêm chơi, nhưng mà con bé nó mệt quá, nó buồn ngủ. Nó nói thôi con không có đi đâu, ngủ đi rồi sáng mình đi. Thế là nó lăn ra nó nằm nó ngủ, nó đi ngủ sớm. Đang nằm thì chị mẹ của bé cũng ngồi đó, cũng ngồi chơi điện thoại, bấm điện thoại này nọ thôi. Con bé nằm ngủ kế bên chung một cái giường mà. Thì đột nhiên con bé này nó khóc. Nó khóc hu 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 hu, nó khóc rất là lớn luôn. Con bé này thì thường thường nó gọi là không có mít ướt đâu. Nó chơi, nó giỡn là bình thường, tự nhiên bữa nay mà nó khóc ta. Chỉ có tưởng là không biết nó ngủ mớ hay không, hay là nó bị gì mà nó bị mũi cắn, hay nó bị cái gì mà nó khóc. Thì mẹ của bé mới bật đèn lên. Thì thấy con bé này nó vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi nhem như vậy nè, nhưng đang nhắm mắt. Hai con mắt thì nhắm lại kính mít như vậy nè, nhưng mà khóc hu 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 luôn. Thì mẹ con bé mới giật mình á, mới dỗ 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 vậy hỏi, ủa sao vậy con, sao vậy, sao tự nhiên khóc dữ vậy? Thì con bé mới ngồi bật dậy, hay nó nói là có cái chú kia kìa, không có cho con ngủ lại đây, nó cứ nói là thôi mày đi đi, mày về đi, mày đừng đây, đừng ở nhà của tao, mà cứ đuổi hoài à, mà mặt cái chú đó nhìn dữ lắm, con sợ lắm. Vừa nói thì cái con bé này nó vừa chỉ tay về cái góc tường gần cái khu vực nhà vệ sinh nữa. Thì lúc này mẹ của bé cũng hơi thấy kỳ kỳ rồi nha, thấy cũng hơi sợ sợ rồi đó. Thì mới niệm Phật ha, gọi là niệm cái bài kinh của Chúa đó ha, niệm sau đó lấy cái dây chuyền đó thánh giá đeo vào cổ con bé đó, rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ. Sợ thức thì con bé lại thấy thêm cái chuyện gì nữa thì ghê lắm. Nghe tới đây chị Vân chị mới nhớ lại, hèn gì hôm bữa ha, bữa đó về phòng thấy hai mẹ con này ngủ sớm quá, cứ tưởng là mệt quá ngủ, ai về lại trải qua trước mình luôn ha, và có người đuổi đi ghê như vậy thì chắc là đuổi con bé đó không được. Mới quay qua đuổi tiếp chị Vân, mới kêu là mày đừng có nằm chỗ này rồi này nọ đó.
thì chắc là bữa đó quên ha. Vào phòng thì thường thường vào khách sạn phải gõ cửa rồi phải xin phép ở lại, nhưng mà lần này là do mệt quá đi vô phòng luôn mà quên gõ cửa, quên xin khấn người ta nên là mới gặp cái trường hợp như vậy thôi ha. Và chị Vân nói là lần đó là chị sợ khách sạn nó luôn, không có dám đi khách sạn nữa, cho đến bây giờ thì vẫn đi Lạ Lạt nhưng mà gọi là né cái khách sạn nó ra, không có dám quay trở lại thêm một lần nào nữa. Rồi đó là câu chuyện thứ hai của chị Vân ha, một câu chuyện về một chuyến đi Đà Lạt. Nhắc tới Đà Lạt là thường thường sẽ nhắc đến ma, nhưng mà không phải là đi Đà Lạt là lúc nào cũng gặp đâu mọi người, chắc là do chị Vân này chị cũng yếu vía nên mới gặp như vậy thôi. Cảm ơn chị Vân về câu chuyện của chị rất là nhiều. Bây giờ Như xin qua đến câu chuyện thứ ba, cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, và đó cũng là câu chuyện cuối cùng của chị Vân luôn ha. Chị Vân gửi về ba câu chuyện, thì hôm nay tập này Như xin kể về ba câu chuyện của chị Vân luôn. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện chị Vân nghe được do cái người anh họ của chị kể lại. Cái anh này á, tên là Tấn. Chuyện là hôm đó anh Tấn anh có đi nhậu với mấy cái người bạn thân của anh. Nhậu là nhậu ở nhà của bạn anh luôn, chứ không phải là nhậu ở mấy quán xá nào hết trơn á. Thì ngồi nhậu cũng được một vài tiếng, uống cũng được 4-5 lon rồi thì bắt đầu là mọi người cũng ngà ngà hết trơn rồi. Thì khi đó có một người ha, một cái anh mới đứng dậy anh đi vô nhà, anh đi vệ sinh. Cái người này thì tên là Tùng. Uống bia nhiều nên là mấy cái việc đi vệ sinh thường xuyên như vậy là bình thường, thì người ta cũng không ai để ý hết trơn á. Thì cả nhóm cũng ngồi nhậu tiếp thôi. Nhưng mà sao anh Tùng anh đi một hồi mà sao thấy đi hoài, đi mãi mà không thấy trở ra. Đi vệ sinh gì mà nãy giờ gần 10 phút đồng hồ rồi mà chưa thấy trở lại. Hình như là trốn hay sao, nhậu không nổi rồi nằm vô trong nhà nằm trốn hay gì đó. Thì mấy anh này nó ủa gì kỳ vậy ta, để đi vô nhà vệ sinh kiếm thử coi Tùng đâu rồi, coi sao chứ làm gì đâu, nãy giờ đi lâu quá vậy. Thì vô tới nơi mọi người đứng ngay chỗ trước cửa nhà vệ sinh á, thì thấy cái cửa nhà vệ sinh nó đang mở và thấy anh Tùng đang đứng ngay chỗ cái lavabo. Cứ nghĩ là chắc thằng này nãy giờ chắc nó đi gọi là đi xa đó mọi người, nên là bây giờ rửa tay, đứng ở đó rửa tay đồ này nọ ha. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì thấy ủa sao thằng Tùng nó cứ đứng nhìn vô cái kiến hoài ta, nhìn chăm chăm nha, vừa đứng mà còn vừa vuốt vuốt tóc nữa, mà không phải là cái kiểu vuốt mà tém tóc hay là gì hết trơn á, mà là vuốt vuốt như là con gái vuốt tóc dài vậy, cứ vuốt gì nè, vuốt xuống vậy, chứ không phải là tém ngược như mấy người đàn ông con trai. Trong khi đó là anh Tùng anh cắt đầu đinh mà cắt ngắn ngủn sát như vậy luôn, thì tóc đâu mà tự nhiên vuốt như vậy. Mọi người nói trời đất khơi, cái thằng này nó xỉn quá, nó sản rồi hay gì á, trời ơi đứng làm khùng làm điên gì đâu, không mà không lẽ là đô nay yếu dữ người ta, nhậu gì đâu mà mới giờ này mà xỉn sản tới nơi, vuốt đầu vuốt cổ khi ghê quá, hay là đứng đó bị gì ghê gì. Cứ đứng dầm dầm thì cũng cười, mọi người cũng đứng cười quá trời, thằng này kỳ ghê. Rồi sau đó đứng lâu quá, thấy ông này cũng cứ vuốt tóc hoài, mọi người nói ê Tùng mày làm gì mày vuốt tóc thì ghê vậy mày, bù nhậu vô chỗ bóng hả ba, trời ơi cái gì thì ghê vậy, đứng cười cười giỡn giỡn. Nhưng mà anh Tùng không có trả lời, mặt nghiêm lắm nha, mặt im vậy, cứ nhìn trân trân vào cái kiến vậy đó, cứ nhìn vào như vậy đứng cười cười nữa chứ, kiểu như là thấy mình đẹp lắm hay sao, đứng nhìn là chân thì khép nép cái chân lại ra một cái dáng vẻ là nhìn vô giống như là một cái tướng của một người con gái, một thiếu nữ vậy đó, nết na thùy mị chứ không phải là một người đàn ông con trai. Đứng cái tướng khép nép kỳ lắm, cứ vuốt 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 tóc. Thì cả nhóm lúc này để ý là mới thấy kỳ kỳ rồi nha. Ủa sao thấy hơi kỳ kỳ rồi đó, chứ không phải là ông Tùng đâu, thường nó đâu có làm mấy cái việc như vậy đâu. Mới đi lại ha, 4-5 người mới đi lại là kéo ông Tùng ra. Nhưng mà 4-5 thằng đàn ông ha, 4-5 người đàn ông như vậy đó mà kéo không nổi một mình ông Tùng ha. Nói là nắm kéo ra như vậy là mà kéo không được luôn, đứng ngay băng thẳng băng ngay cái kiến ngay cái gương như vậy. Thì mặt của ông Tùng lúc này là xám xịt à. Khi mọi người tới kéo thì con hai con mắt trợn ngược nhìn dữ dằn lắm luôn. Ông mới la lên là buông tôi ra, buông tao ra. Ai cho đụng vô người của tao, ai cho tụi bay đụng vô người của tao. Mà cái giọng của ông không phải là giọng của ông Tùng nha, mà là giọng của một cô gái. Cả nhớ lâu này sững sờ luôn. Ủa gì vậy? Ủa phải ông Tùng nói không sao? Cái gì nhưng mà giọng của đứa con gái của con nhỏ nào vậy bay? Cái gì ghê vậy, sao nó cứ kêu buông tôi ra, lượng cho đụng vô người là sao? Giống như là có một cô gái nào đó mà bị những người thanh niên mà chạm vào người mà người ta sợ hãi, người ta la lên vậy đó. Thì cái ông Tùng này ông làm cái dáng vẽ cái điệu bộ y chang như vậy luôn.
cái nhóm này rồi xong. Hình như thằng Tùng nó bị nhập rồi tụi bay ơi hay sao đó. Chứ làm sao mà mặt mày đó, cái trạng thái, cái biểu hiện của nó nhìn kỳ vậy. Thì trong nhóm bạn đó bắt đầu mới có một người hỏi, cô là ai vậy, sao tự nhiên cô nhập vô bạn của tôi. Hỏi đại như vậy coi là cái người này trả lời như sao. Thì cái cô gái mà gọi là anh Tùng đó, anh Tùng với cô gái nhập vào anh Tùng đó, lúc này mới khóc, khóc lóc. Nói là hả, tôi là mới bị tai nạn xe, mất ở cái ngã tư phía trước này nè, cách đây có 1 tháng hả. Hồi nãy thấy cái anh này anh chạy ngang qua, lại cùng ngày tháng năm sinh với tôi nữa, nó hạp quá đi. Rồi tôi thấy anh này nhìn cũng đẹp trai nữa, thôi là tôi đi theo anh luôn, có gì tôi về đây tôi ở với ảnh. Mọi người nghe tới đây trời ơi, thấy ghê vậy, cái gì mà hạp mà đi theo mà còn về ở luôn nữa là sao. Lúc này cả nhóm mới nhớ lại, nhớ lại hồi nãy là có đi mua mồi. Thì khi mà đi mua mồi thì có đi ngang qua cái ngã tư, cái ngã tư mà cái cô gái này nói nè. Anh Tùng á lúc đó anh chạy một mình ha, chạy một mình thì anh quay qua anh nói sao xe của tao bể bánh hay gì mà nặng quá, tụi bay chạy ì kỳ quá, đâu tụi bay coi dòm giùm tao coi. Thì anh cứ chạy mà anh cứ quay xuống cái bánh xe anh dòm vậy nè, anh sợ xe của anh bị bể bánh, chứ tự nhiên đang chạy sao thấy cái xe nó nặng kỳ quá. Thì bây giờ mọi người mới nhìn kỹ lại, nhớ lại là lúc đó thấy chiếc xe bình thường à, không có bể bánh gì hết trơn á. Mà anh Tùng anh cứ chạy một hồi, cứ anh xoay xuống anh dòm. Giống như là xe bể bánh nặng quá mà công niền hay sao mà chạy mà nặng ì kéo hoài mà chạy không có nổi. Lên ga lên số mà chạy cũng không có nổi luôn. Thì chắc lúc đó là cái cô gái này cổ leo lên ngồi rồi đó, nên là mới bị như vậy. Chắc từ nay là khi mà mọi người thấy cái xe của mình mà nặng mà không phải bể bánh xe là mọi người cũng nhớ nha. Cả nhà mình lưu ý nha, coi chừng là có vấn đề đó. Rồi khi mà nghe đến đây á, là cả nhóm rùng mình hết trơn luôn. Đặc biệt anh Tấn á, anh Tấn anh nói là bình thường anh là một cái con người cực kỳ sợ ma, rất là sợ ma luôn. Nghe mấy cái chuyện ma đồ này nọ là anh chạy mất dép mà. Mà không biết sao hôm nay có hơi men hay sao đó, anh dám can đảm, anh dám ngồi lại chỗ đó luôn. Để anh ngồi anh coi làm sao, anh coi ông Tùng giờ phải giải quyết làm sao, làm cái gì. Khi nghe như vậy thì cả nhóm này mới thôi xin. Xin là thôi bây giờ cô này xuất ra đi, cô xuất ra đi cô ơi, chứ để vậy hoài tội nghiệp thằng bạn của tôi. Nó chưa vợ chưa con gì hết trơn á, mà bây giờ nhập vô vậy là ở chung nó nữa, ở chung nhà nó nữa thì đâu có được. Thôi làm ơn cô ở đâu thì cô về đó đi, cô xuất ra đi, tội nghiệp bạn tôi. Bắt đầu là cả nhóm mới xin xỏ xin khấn như vậy. Nhưng mà cái cô gái này cũng không có chịu. Cô mới nói là đâu phải mà dễ dàng gì mà gặp được cái người là cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh như vậy đâu. Thấy được anh Tùng là mừng gần chết rồi. Bây giờ nếu mà đi nữa thì ra lại trở thành một cái vong hồn gọi là vất vưởng ở ngoài cái ngã tư đó. Thì sao? Thì làm sao giờ? Không có chịu. Mọi người năn nỉ đồ này nọ luôn mà nói là thôi bây giờ ra đi rồi. Không thôi là hăm dọa rồi tôi kêu thầy tới rồi này nọ. Nhưng mà cô gái này nhất quyết không chịu xuất ra. Thế là mọi người mới nói bây giờ là thôi, bây giờ mình dùng biện pháp mạnh không được thì bây giờ mình xin tiếp ha, mình dùng cái biện pháp nào nhẹ nhàng hơn. Thế là mới tiếp tục, thôi bây giờ năn nỉ. Năn nỉ thôi bây giờ cả nhóm tôi sẽ mua đồ đem ra đó cúng cho cô ha, cúng rồi cho cô dễ dàng siêu thoát đồ này nọ đó, thôi cô xuất ra giùm đi, chứ để hoài á hả, tội nghiệp thằng bạn tôi. Thì sau một hồi năn nỉ ha, gọi là xuống nước đó, thì bắt đầu cô gái này cô cũng chịu từ từ. Rồi cô mới chịu xuất ra ha, cả nhóm năn nỉ đã đời một hồi tầm 10 phút luôn á thì mới chịu xuất ra. Ta nói vừa xuất ra một cái á là anh Tùng anh rùng mình rồi anh ngã quỵ xuống đất một cái bịch luôn. Ta nói là té ngã ngang trong cái nhà vệ sinh luôn đó. Khi đó thì mọi người mới đỡ anh dậy rồi đưa vào trong nhà ha, lấy khăn lau mặt đồ này nọ đó. Thì tầm khoảng 3-4 phút sau, khoảng 3 phút á thì anh Tùng này anh mới tỉnh dậy. Nhưng mà khi mà anh tỉnh dậy không có nhớ gì trơn á. Anh chỉ nhớ là mình đi nhà vào nhà vệ sinh rồi mình đứng ở trong đó mình đi vệ sinh thôi, chứ những cái chuyện mà hồi nãy giờ là không có nhớ gì hết. Khi đó là mọi người mới kể lại cho anh nghe. Anh sợ luôn. Anh sợ hoảng hồn, anh nói cái gì ghê vậy, tụi bay thiệt không? Tụi bay đừng thấy hả, tao xỉn rồi tụi bay giỡn tao vậy. Mấy chuyện này không có giỡn được đâu. Đâu mà tự nhiên theo ai không theo, theo tao. Tao đâu có làm gì người ta đâu mà tự nhiên tao đi ngang qua, cũng không có nói gì hết trơn á. Sao mà người ta nhập vô tao làm cái gì? Giống như là anh nói mình thường thường mình sẽ nghĩ là mình không làm gì người ta thì người ta sẽ không làm gì mình như vậy đó.
thì anh cứ nghĩ ủa gì vậy, tụi bay đừng có giỡn với tao vậy, tao không có chịu đâu. Anh cứ tưởng là mọi người giỡn thôi. Nhưng mà khi anh nhìn lại ha, anh thấy là trời ơi, tay chân té bầm dập hết trơn nè, té nãy té xuống đó. Rồi hả, kể lại rõ ràng rành mạch như vậy nữa, biết được ngày tháng năm sinh đồ này nọ, biết được cái vị trí ngã tư đó, thì mới nhớ là ừ đúng rồi, hôm bữa tao cũng nghe ba má tao nói là ngay ngã tư đó có con cô gái mới bị đụng xe mất cách đây tháng mấy gì đó. Dạ yeah, chắc đúng rồi tụi bay ơi, không lẽ ghê như vậy, linh như vậy. Thì cuối cùng bây giờ anh Tùng anh mới chịu là mình bị nhập đó. Thế là anh mới cùng với mọi người mới mua bánh trái nhang đèn đồ này nọ nè, tức tốc ha, đi ra thẳng ngay cái ngã tư đó đó để cúng liền ha, cúng rồi xin rồi khấn ha, để là đừng có đi theo nữa, chứ đi theo mà nhập vô như vậy thì ghê quá. Sau khi mà cúng kiến xong xuôi á, thì anh Tùng anh đi thẳng lên chùa, đi thẳng lên chùa để anh thỉnh một cái chiếc vòng tay sâu chuỗi để anh đeo. Chứ tại vì ngày nào anh Tùng cũng phải đi ngang qua cái ngã tư này thì mới về được nhà hết trơn á. Bây giờ mình cúng rồi đi, nhưng mà biết đâu sợ bữa nào mà cô này có buồn buồn, hay là bữa nào có vui quá, có buồn quá hay sao đó, mình tự nhiên có thấy anh Tùng lại đi ngang, rồi lại nhảy lên xe đi theo về nhà, rồi lại nhập vào như vậy nữa thì sao? Không phải lần nào là xin cũng ra đâu, lỡ không ra rồi lỡ ra rồi cũng vần vần ở trong nhà mà không ra, không trở về cái ngã tư đó thì làm sao? Đâu được. Nên là nói thôi, đề phòng cho chắc, đeo đồ ha, thỉnh bùa đồ đeo cổ rồi thỉnh dây chuỗi đeo tay rồi nó đó, để sợ cái cô gái đó đi theo nhập nữa. Cho đến hiện tại bây giờ thì trộm vía là anh Tùng anh hết bị nhập rồi. Chắc là cái cô gái đó người ta cũng được cúng kiến, hoặc là lúc đó là mới mất con tháng mấy à, rồi người ta gọi là vất vưởng ha, chưa có được đi đầu thai, còn bây giờ có thể là được cúng kiến đồ này nọ, gia đình cúng ở nhà rồi đó, thì bây giờ đi đầu thai rồi, nên là không có gọi là nhập vào anh Tùng. Hoặc là cũng có thể là có một người khác ha, hợp vía hơn nữa, hợp hơn anh Tùng nữa, rồi cái người phụ nữ đó nhập vào cái người khác rồi, nên là trộm vía tới bây giờ là anh Tùng anh không có bị nữa. Rồi đó là ba câu chuyện của chị Vân ha, ba câu chuyện từ đầu tới giờ do chị gặp phải nè, rồi do anh của mình kể lại là câu chuyện nào cũng hay, câu chuyện nào cũng hấp dẫn hết trơn luôn á. Cảm ơn chị Vân về câu chuyện của chị rất là nhiều nha. Cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe cho đến giờ phút này. Hy vọng là cả nhà sẽ luôn yêu thương và luôn ủng hộ Như Như, để Như có động lực tiếp tục kể chuyện phục vụ cho cả nhà thân yêu của mình. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Như Như xin chào tất cả mọi người.